mắt bạn công thức trị nám bằng nước lá tía tô. Nguyên liệu cần chuẩn bị như sau: tía tô, gừng, gạo rang, rang tía tô cùng gạo và gừng, rồi đun lấy nước uống. Bạn sẽ có loại nước giúp ngủ ngon và trị nám rất tốt. Cách thực hiện như sau: chuẩn bị một nắm lá tía tô thái nhỏ, một nhánh gừng thái nhỏ sợi và một nắm gạo bo sạch. Cho gạo vào chảo và rang vàng, rồi thêm gừng tươi thái sợi. Cuối cùng cho lá tía tô vào đảo đều, cho tất cả các nguyên liệu chuyển sang màu vàng. Đổ nước vào và đun sôi khoảng 15 phút, rồi tắt bếp. Lọc lấy thành phần nước cốt. Uống nước này vào buổi sáng sau khi ăn, có thể uống ấm hoặc lạnh tùy thích. Lá tía tô có các hoạt chất giúp giảm lo âu, điều trị rối loạn giấc ngủ. Gừng chứa các hoạt chất giúp giảm stress, cải thiện tâm trạng, tăng tuần hoàn máu, từ đó giúp cải thiện giấc ngủ. Gạo tẻ bổ sung nhiều loại vitamin giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, trẻ hóa da và giúp da trắng mịn, mờ sạm nám. Khi kết hợp cùng lá tía tô thì công dụng đẹp da sẽ càng tăng lên. Bạn cũng có thể sử dụng gạo lứt thay cho gạo tẻ thông thường để bổ sung nhiều vitamin hơn. Chúc bạn sẽ sở hữu một làn da đẹp và một sức khỏe tuyệt vời.